Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 1 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Một giáo phận của Ý tạm thời bỏ việc chọn cha mẹ đỡ đầu rửa tội và thêm sức. Ý quốc, giáo phận Mazara del Vallo ở miền nam nước Ý, nơi có sự hiện diện đáng kể của mafia, đã thông báo tạm thời ngưng việc cha mẹ đỡ đầu hiện diện trong nghi lễ rửa tội, thêm sức hoặc trong nghi thức gia nhập đạo của người lớn, bởi vì vai trò của cha mẹ đỡ đầu đã bị mất ý nghĩa và chỉ còn tính chất hình thức. Theo sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Đức cha Domenico Mogavero của giáo phận Mazara del Vallo cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ad experium trên cơ sở thử nghiệm cho đến cuối năm 2024. Thay vì có cha mẹ đỡ đầu hoặc người đỡ đầu hiện diện trong nghi lễ, những người được rửa tội, thêm sức hoặc đón nhận vào giáo hội khi trưởng thành sẽ được cha mẹ của họ hoặc người đã chuẩn bị cho họ lãnh nhận bí tích đồng hành. Giải thích cho lệnh cấm này, Đức cha Mogavero cho biết, vai trò cha mẹ đỡ đầu trong hai bí tích rửa tội và thêm sức đã bị mất đi ý nghĩa ban đầu, nó chỉ còn giới hạn vào sự hiện diện trong nghi thức phụng vụ, nhưng sau đó không có sự đồng hành với người được rửa tội và người được thêm sức trên con đường trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Ngài than phiền rằng, thậm chí nhiều cha mẹ đỡ đầu không rước lễ trong thánh lễ cử hành bí tích. Người ta không còn chọn cha mẹ đỡ đầu như điểm tham chiếu đức tin cho con cái mình nữa. Nhiều cha mẹ đỡ đầu là người xa rời đức tin và không thực hành đạo. Đây là giáo phận thứ hai ở vùng đảo Sicilia, nơi các băng đảng mafia hoành hành trong hàng thế kỷ thực hiện điều này. Vào tháng 10, giáo phận Catania đã đưa ra lệnh cấm tương tự kéo dài 3 năm, do việc chọn cha mẹ đỡ đầu được sử dụng làm phương tiện để tăng cường mối quan hệ gia đình, đặc biệt trong các gia đình mafia địa phương, thay vì hỗ trợ sự phát triển đời sống thiêng liêng của những người đã được rửa tội hoặc thêm sức. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mạnh mẽ phê bình mafia và việc sử dụng tôn giáo bình dân và bạo lực để bóc lột người nghèo và những người đau khổ. Trong chuyến thăm năm 2014 tới Calabria, Ngài nói rằng các thành viên của mafia không hiệp thông với Chúa, họ bị vạ tuyệt thông. Giáo hội Malaysia phối hợp với chính phủ trợ giúp người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Malaysia, khi mưa lớn chưa từng có làm ngập 7 trong 13 bang của Malaysia, khiến hơn 125.000 người phải sơ tán. Giáo hội Công giáo Malaysia ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chính phủ để cứu trợ những người bị ảnh hưởng. Mưa không ngừng trong suốt tuần lễ khiến nước sông dâng cao ở các bang Telantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malacca, Negeri Sembilan và Sabah. Hơn 50 người chết và hơn 8.700 người đang trú ẩn tại 128 trung tâm cứu trợ. Chính phủ Malaysia cho biết họ sẽ cung cấp 1,4 tỷ ringgit, viện trợ tiền mặt và các hình thức cứu trợ khác cho những người bị lũ lụt nghiêm trọng trong tháng này. Giáo hội Công giáo Malaysia cũng đã kêu gọi các khoản đóng góp cho công tác cứu trợ. Caritas Malaysia, chi nhánh xã hội và phát triển của giáo hội, đã được giao nhiệm vụ gây quỹ, kêu gọi quyên góp cho quỹ cứu trợ của mình trước ngày 22 tháng 1. Giáo hội cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để mua thực phẩm và vật dụng, cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và giúp đỡ tái dựng cuộc sống. Trong khi đó, các giáo xứ cũng đã nỗ lực quyên góp các vật dụng và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Ví dụ, nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở thung lũng Klang, do cha Frederick Joseph điều hành, đã được đông đảo tín hữu hưởng ứng. Họ đã ngay lập tức lên đường giúp đỡ những người khó khăn. Họ hỗ trợ rất nhiều để cung cấp thực phẩm, quần áo, nệm và gối. Nhà thờ đã biến hội trường cộng đồng của mình thành nơi trú ẩn tạm thời cho những người vô gia cư, và các tình nguyện viên đã phân phát các bữa ăn tại các khu tạm trú ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả Taman Sri Muda. Các hoạt động tiếp cận tương tự đã bắt đầu hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Selangor, bao gồm cả nhà thờ Thánh Gia ở Kazan và nhà thờ Thánh Gioan ở Kuala Lumpur, nhà thờ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ở Petang Linh Chaya và nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Brickfield, nơi bị nhấn chìm 1 mét dưới nước lũ một tuần trước lễ Giáng sinh. Năm 2021 là năm Kitô hữu Ấn Độ chịu nhiều bạo lực nhất. Ấn Độ, năm 2021, với 486 vụ bạo lực và thù ghét chống Kitô hữu, trở thành năm bạo lực nhất trong lịch sử đối với các Kitô hữu Ấn Độ. Cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại nước này phải chịu một loạt những bạo lực thường do các nhóm Ấn giáo cực đoan trên toàn quốc gia gây ra.
các vụ bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Độ gia tăng từ năm này qua năm khác và lên đến con số báo động vào 3 tháng cuối năm 2021. Ông Michael, một nhà lãnh đạo công giáo và là điều phối viên của Diễn đàn Kitô giáo Thống nhất, nói với hãng tin Fides. Theo báo cáo của Diễn đàn Kitô giáo Thống nhất, các khiếu nại được đệ trình sau các vụ bạo lực cho thấy có hơn một vụ việc mỗi ngày trong tổng số gần 500 vụ bạo lực vào năm 2021. Trong 3 tháng cuối năm 2021, đã có hơn 180 vụ liên quan đến các Kitô hữu, đặc biệt gần lễ Giáng sinh. Số vụ bạo lực hàng tháng là 37 vụ vào tháng 1, 20 vụ vào tháng 2, 27 vụ vào tháng 3, 27 vụ vào tháng 4, 15 vụ vào tháng 5, 27 vụ vào tháng 6, 33 vụ vào tháng 7, 50 vụ vào tháng 8, 69 vụ vào tháng 9, 77 vụ vào tháng 10, 56 vụ vào tháng 11 và 48 vụ vào tháng 12. Ông Michael nhận xét, bầu không khí thù hận lan rộng thông qua các hành động và bài phát biểu của một số nhóm và tuyên truyền sai lệch về việc cải đạo với những cáo buộc sai trái, dường như kích động các thành phần chống đối xã hội thực hiện các hành vi bạo lực. Việc ban hành luật nhân danh tự do tôn giáo càng làm tình hình trầm trọng thêm. Sẽ không quá lời khi nói rằng những sự kiện này là hành động được một số nhóm dàn dựng và lên kế hoạch chu đáo với mục đích chia rẽ đất nước dựa trên các vấn đề tôn giáo. Các báo cáo về các vụ bạo lực thường cho thấy thủ phạm là các phần tử tôn giáo cực đoan đã đột kích vào các buổi cầu nguyện hoặc các cử hành tôn giáo. Họ sử dụng đặc quyền không bị kết tội để tấn công thể lý các tín hữu trước khi giao nộp cho cảnh sát với tội danh cưỡng bức cải đạo. Bên ngoài các đồn cảnh sát thường có các khẩu hiệu chống Kitô giáo, nhưng cảnh sát không can thiệp. Bạo lực chống Kitô giáo trầm trọng hơn do cảnh sát không có khả năng hoặc thiếu dấn thân trong việc điều tra và truy tố thủ phạm, bất chấp lệnh từ Tòa án Tối cao Ấn Độ, nơi đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt những hành vi hung bạo của nhóm bạo lực này. Giáo hội Brazil và Caritas quốc tế kêu gọi cứu trợ cho người dân ở vùng bị lũ lụt. Rio de Janeiro, Hội đồng Giám mục Brazil cùng với Liên minh châu Âu và Caritas quốc tế kêu gọi mọi người hỗ trợ người dân Brazil đang gặp khó khăn do những trận mưa lớn kéo dài từ nhiều tuần qua. Những trận mưa lớn kéo dài ở Brazil, đặc biệt ở các bang Bahia và Minas Gerais, đã gây ngập lụt nhà cửa, đường phố, làm cho 25 người chết, 517 người bị thương và 91.000 người vô gia cư. Ông Jair Bolsonaro, Tổng thống Brazil, đã phân bổ khoảng 125 triệu đô la Mỹ để giúp người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong tinh thần chia sẻ với chính phủ, Caritas Brazil cùng với Hội đồng Giám mục đã phát động chiến dịch gây quỹ để mua thực phẩm, nước uống, quần áo, vật dụng cá nhân cho người dân ở vùng lũ. Cộng đồng quốc tế cũng đã vận động để giúp Brazil. Từ ngày 4 tháng 1, một phái đoàn gồm đại diện Liên minh châu Âu, Caritas quốc tế và Hội đồng Giám mục Brazil bắt đầu đi thăm và điều phối viện trợ cho những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bắt đầu từ giáo phận Ilhéus. Trong sứ điệp đầu năm, Đức Tổng giám mục Juanmo Oliveira de Azevedo của Belo Horizonte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, đã mời gọi các tín hữu trong thời điểm khó khăn này thực hiện một thay đổi và tái xây dựng một Brazil công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Ngài nhấn mạnh thái độ ích kỷ, tiêu dùng vô độ, coi thường ngôi nhà chung và thờ ơ với người nghèo là những nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh. Do đó, năm mới phải khơi dậy những thay đổi sâu sắc, đặc biệt nơi các Kitô hữu là những người theo gương Chúa Giêsu Kitô, gieo tình huynh đệ và tình bạn xã hội qua những cử chỉ liên đới, bảo vệ nhân quyền và công lý. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5 tháng 1, Đức Thánh Cha đã suy tư về tình phụ tử của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài nhận xét rằng, dù là chồng của Đức Maria và là cha theo pháp lý của Chúa Giêsu, thánh nhân có mọi quyền của một người cha, bao gồm quyền đặt tên cho Chúa. Nhưng thánh nhân vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Qua lời Thiên Thần, Ngài hiểu rằng con của Đức Maria sẽ được đặt tên là Giêsu, có nghĩa là Chúa cứu. Sự vâng lời của Thánh Giuse đối với ý muốn của Thiên Chúa và sự quan tâm chăm sóc của người cha dành cho con trẻ Giêsu có thể dạy chúng ta nhiều điều về ý nghĩa đích thực của việc làm cha mẹ. Theo Đức Thánh Cha, trở thành một người mẹ hoặc một người cha không chỉ đơn giản là một vấn đề sinh học.
Sâu xa hơn, nó bao gồm sự chăm lo cho cuộc sống của một gia đình. Theo nghĩa này, một trong những hình thức làm cha mẹ cao nhất là đảm nhận trách nhiệm trở thành cha mẹ nuôi, sẵn sàng chào đón một đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi như một thành phần của gia đình mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, những người cha trong các gia đình sẽ được ban ơn để đáp lại ơn gọi cao quý của họ. Và nhiều trẻ em trên thế giới của chúng ta đang khao khát một ngôi nhà an toàn và yêu thương sẽ tìm thấy sự chào đón từ các gia đình tốt lành và quảng đại. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thánh sử Matthew và Luca trình bày về Thánh Giuse như là người được xem là cha của Chúa Giêsu chứ không phải là cha ruột của Ngài. Thánh Matthew nói rõ điều này bằng cách tránh dùng công thức sinh được dùng trong gia phả cho tất cả tổ tiên của Chúa Giêsu. Thay vào đó, thánh sử xác định Thánh Giuse là chồng của bà Maria, bà là mẹ của Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Trong khi đó, Thánh Luca khẳng định điều đó bằng cách nói rằng Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu như thiên hạ nghĩa là Ngài xuất hiện như một người cha. Theo Đức Thánh Cha, để hiểu về mối quan hệ cha con theo lý thuyết hoặc theo pháp lý của Thánh Giuse, cần phải nhớ rằng vào thời xa xưa ở phương Đông, thể chế nhận con nuôi rất phổ biến hơn cả trong thời đại chúng ta. Ngài đưa ra ví dụ về trường hợp phổ biến ở Israel như được trình bày trong sách Đệ Nhị Luật. Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết. Như vậy, tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Israel. Nói cách khác, cha của đứa trẻ này là người anh hoặc người em của người đã chết. Nhưng người cha theo pháp lý vẫn là người đã chết, người cho đứa trẻ mới sinh ra tất cả các quyền thừa kế. Mục đích của luật này gồm hai mặt, đảm bảo hậu duệ của những người đã khuất và bảo tồn gia sản. Đức Thánh Cha giải thích, với tư cách là cha chính thức của Chúa Giêsu, Thánh Giuse thực hiện quyền đặt tên cho con trai mình, nhìn nhận người con về mặt pháp lý. Ngài là cha về mặt pháp lý, nhưng không về mặt di truyền vì Ngài không sinh ra Chúa Giêsu. Vào thời xa xưa, tên gọi là bản tóm tắt căn tính của một người, thay đổi tên có nghĩa là thay đổi chính con người đó, như trong trường hợp của Abraham, được Thiên Chúa đổi tên thành Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Vì sách Sáng Thế nói, ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Jacob, được gọi là Israel, có nghĩa là người chiến đấu với Thiên Chúa, vì ông đã chiến đấu với Thiên Chúa để buộc người ban ơn cho mình. Nhưng trên hết, đặt tên cho ai đó hoặc một cái gì đó có nghĩa là khẳng định quyền hạn của một người đối với những gì được đặt tên, như ông Adam đã làm khi đặt tên cho tất cả các loài vật. Đức Thánh Cha nhận xét, Thánh Giuse đã biết điều này. Đối với người con của Đức Maria, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn một tên. Tên được đặt cho Chúa Giêsu là do Thiên Chúa, cha thật của Chúa đặt cho. Giêsu có nghĩa là Chúa cứu. Như Thiên Thần giải thích, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi cạnh đặc biệt này của con người Thánh Giuse giờ đây giúp chúng ta suy tư về tình phụ tử và tình mẫu tử. Và tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Hãy nghĩ về tình phụ tử hôm nay, bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại hết sức mồ côi, phải không? Thật là lạ lùng, nền văn minh của chúng ta hơi bị mồ côi và chúng ta cảm nhận được tình trạng mồ côi này. Xin Thánh Giuse thay cho người cha thật là Thiên Chúa, chúng chúng ta biết cách gỡ bỏ cảm giác mồ côi khiến chúng ta thật đau khổ. Tiếp tục suy tư về tình phụ tử và tình mẫu tử, Đức Thánh Cha nói, đưa một đứa trẻ đến với thế giới thôi thì chưa đủ để nói rằng mình là cha hoặc mẹ. Những người cha không được sinh ra nhưng trở thành. Người ta không trở thành một người cha chỉ đơn giản bằng cách mang một đứa trẻ đến với thế giới, mà bởi vì nhận trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ đó. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của người khác, theo nghĩa nào đó, anh ta trở thành cha đối với người đó. Tôi nghĩ cách đặc biệt đến tất cả những ai mở lòng đón nhận sự sống bằng cách nhận con nuôi, một hành động vô cùng quảng đại và tuyệt vời. Thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng loại liên kết này không phải là thứ yếu, nó không phải là điều tạm thời. Sự lựa chọn này là một trong những hình thức cao nhất của tình yêu, tình phụ tử và tình mẫu tử. Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới đang đợi ai đó chăm sóc chúng? Và biết bao nhiêu người vợ, chồng mong muốn được làm cha, làm mẹ, nhưng không thể thực hiện được vì lý do sinh học.
hoặc mặc dù đã có con, nhưng họ muốn chia sẻ tình cảm của gia đình với những người bị bỏ rơi. Chúng ta không được sợ hãi khi lựa chọn cách nhận con nuôi, chấp nhận rủi ro của việc chào đón trẻ em. Đức Thánh Cha nhận xét thêm, và ngày nay cũng thế, có một sự ích kỷ nào đó trong tình trạng mồ côi. Hôm trước tôi đã nói về mùa đông dân số ngày nay, nó cho thấy rằng người ta không muốn có con hoặc ít nhất là một và không hơn. Và rất nhiều cặp vợ chồng không có con vì họ không muốn hoặc họ có một con và không muốn thêm nữa. Nhưng họ có hai con chó, hai con mèo. Đúng, chó và mèo thay thế cho con cái. Thật buồn cười. Tôi hiểu, nhưng đó là thực tế. Và việc phủ nhận tình phụ tử và tình mẫu tử này làm chúng ta bị suy giảm, tước đi tính nhân văn. Và do đó nền văn minh trở nên già nua hơn và không có tính nhân văn, bởi vì sự phong phú của tình phụ tử và mẫu tử đã bị mất đi. Và đất nước đau khổ, không có con cái, và như người ta nói một cách hài hước, bây giờ ai sẽ trả tiền thuế trên lương hưu của tôi khi không có người trẻ? Chúng ta cười, nhưng đó là sự thật. Ai sẽ chăm sóc tôi? Đức Thánh Cha xin Thánh Giuse ơn đánh thức lương tâm và suy nghĩ về việc hãy có con cái. Ngài nói, thiên chức làm cha, làm mẹ là sự viên mãn của một đời người. Anh chị em hãy nghĩ về điều này. Đúng là có tình phụ tử thiêng liêng dành cho những ai dâng mình cho Thiên Chúa và tình mẫu tử thiêng liêng. Còn những ai sống giữa thế gian và lập gia đình, hãy nghĩ đến việc có con cho đi cuộc đời của mình, vì họ sẽ là người vuốt mắt bạn, tiếp nối tương lai của bạn. Và nếu bạn không thể có con, hãy nghĩ đến việc nhận con nuôi. Đó là một rủi ro. Vâng, có một đứa con luôn luôn là một rủi ro, cả việc có con cách tự nhiên và nhận con nuôi. Nhưng nó sẽ là rủi ro hơn nếu không có bất kỳ đứa con nào. Từ chối quan hệ cha con, từ chối tình mẫu tử, cả thực tế và thiêng liêng là điều rủi ro. Một người nam và một người nữ không phát triển ý thức làm cha, làm mẹ. Họ thiếu một cái gì đó, điều gì đó chính yếu, một cái gì đó quan trọng. Xin anh chị em hãy suy nghĩ về điều này. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha mong muốn các tổ chức sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong vấn đề nhận con nuôi bằng cách giám sát nghiêm ngặt cũng như đơn giản hóa thủ tục cần thiết, để ước mơ của rất nhiều trẻ em cần một gia đình và của rất nhiều vợ chồng mong muốn được trao tặng chính mình trong tình yêu có thể trở thành sự thật. Để minh chứng cho điều này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ kinh nghiệm của một bác sĩ không có con. Ông đã cùng với vợ quyết định nhận nuôi một đứa con, cho đến khi thời điểm người ta trao cho họ một đứa con và nói với họ, nhưng chúng tôi không biết sức khỏe của đứa con này sẽ ra như thế nào, có thể nó mắc bệnh gì đó. Và bác sĩ đó nói khi ông đã thấy đứa trẻ, nếu bạn hỏi tôi điều này trước khi vào, có lẽ tôi đã từ chối nhận, nhưng tôi đã thấy đứa trẻ, bây giờ tôi đang bế nó. Đây là mong muốn được làm cha, làm mẹ của những người nhận con nuôi. Anh chị em đừng sợ điều này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện để không ai cảm thấy thiếu thốn tình cảm cha con. Ngài cầu xin Thánh Giuse bảo vệ và giúp đỡ trẻ mồ côi. Xin Ngài cầu bầu cho những cặp vợ chồng muốn có con. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng nhau cầu nguyện về điều này. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu Chúa Giêsu với tình thương của người cha, xin gần gũi nhiều trẻ em không có gia đình và đang mong muốn có một người cha và một người mẹ. Xin nâng đỡ các cặp vợ chồng không thể có con cái. Xin giúp đỡ họ qua đau khổ này khám phá một kế hoạch lớn hơn. Xin bảo đảm để không ai thiếu một mái nhà, một mối liên kết, một người chăm sóc họ. Và xin chữa lành sự ích kỷ của những người khép kín với sự sống để họ có thể mở rộng trái tim để yêu thương. Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 63, từ số 217 cho tới số 219. Hôm nay coi như Giáo huấn vui bước sang một trang mới. Wow, có điều gì đặc biệt chứ hả? Thì đang sống yên lành ở nhà với bố mẹ, tự nhiên xách đồ qua nhà người ta ở không đặc biệt mới là lạ đó. Mà chuyện gì mới mới được chứ, chưa vô bài gì hết mà đã phá nhìn thật rồi chứ hả? Thì ý tớ nói là từ bài trước chuyển sang bài này đó, đổi công giọng là mới biết đang chuyển bài. Bây giờ cậu nhớ không, bài trước nói gì?
cái gì mà tôi thấy ông đọc như giọng kiếm hiệp làm tôi cũng choáng váng. Ông xưng tớ cậu đi, tôi thấy đầu bài là tôi đã tử tế hiền lành, tôi xưng tớ cậu, ông có tôi ông ở đây. Thôi được rồi, cái bài trước là nói về là chuẩn bị cử hành hôn lễ đúng không? Đó, dù là bài trước chúng ta có làm gọi là very good theo lời của Đức Thánh Cha khuyên. Ý là gì? Là tổ chức hôn lễ, chuẩn bị hôn lễ sao cho nó thiệt là đơn sơ, đó, tiết kiệm, đúng rồi. Đó, ý nghĩa, đó, nhỏ mà sâu. Thì dù gì chúng ta cũng phải đến với một cái giai đoạn mà có người thì mong đợi, có người thì không mong. Đó là giai đoạn gạo phải nấu thành cơm. Trời trời trời, bữa nay ông cũng rành mấy cái chuyện gọi là gạo nấu thành cơm luôn hả? Trời rành lắm ông ơi, nhưng biết hết á. Giờ tôi hỏi ông này, có bao nhiêu kiểu gạo nấu thành cơm? Theo lý thuyết thì có 3 loại gạo nấu thành cơm. Ông nói cho tôi thử coi. Một á là cơm nhão. Hai á là cơm khô. Và ba đó là cơm cháy. Với trường hợp cơm khô thì ông làm như nào? Cơm khô vậy mà cũng hỏi, đổ thêm nước vào là nó ướt ngay chứ có gì đâu. Có vẻ chuẩn đấy. Bây giờ cái trường hợp mà cơm nhão thì ông làm như nào? Cơm nhão thì hơi phức tạp hơn tí. Nhưng mà ông vẫn làm được đó. Mua một gói mì. Mì gói á. Sao lại mua mì gói ở đây? Thì mở ra, xé ra. Rồi lấy cái gói hút ẩm trong gói mì gói á, thảy vào trong nồi cơm là nó hết nhão. Hút ẩm đúng không? Vậy còn cái trường hợp mà cơm cháy thì ông làm như nào? Cơm cháy dễ lắm, đem vứt. Vậy là toang rồi. Đời sống hôn nhân của người ta nó cháy, nó khét một tí thôi thì ông phải lo mà cứu nó. Ông vứt luôn, thế là hỏng rồi. Vậy tôi biết rồi, cơm cháy bỏ chà bông vô ăn, món chà bông cơm cháy ngon lắm. Đấy. Đấy, chuẩn, ngoài Bắc thì có gọi là cơm cháy chà bông đúng không? Miền Nam ấy thì có món gọi là cơm cháy kho quẹt. Đúng rồi. Nó phải cứu chữa những cái giai đoạn khó khăn trong đời sống hôn nhân và biến nó thành cái gì đó nó tốt đẹp. Sáng nay á, tôi mới lướt Facebook, phát hiện ra một cái status của một cái anh này, hai vợ chồng 6 năm, biết nhau. Wow. 14 năm ăn ở với nhau. Lâu rồi chứ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, anh mới rút ra một kết luận như này. Đọc ngay. Ông bà mình hồi xưa hư đâu thì sửa đó. Rồi sống bên nhau đến cuối đời. Còn thế hệ mình thì bây giờ như thế nào? Hư đâu là thay đó. giống đồng hồ, điện thoại quá. Rồi gọi là thay mãi mãi. Đến khi nào bây giờ? Chạy đua công nghệ đó. Đấy. Và anh này anh kết luận một câu như này. Có lẽ cái thời đại này của chúng mình đó, thích chữ thay hơn là chữ sửa. Hay quá. Nhưng mà thật sự là có những người kinh nghiệm được cái sâu sắc cái đời sống hôn nhân của mình. Đúng xong rồi. Chia sẻ cho chia người ra. Chứ tôi với ông bây giờ áo thì sức chỉ đường tà rồi. Vợ thì chưa có, mẹ già chưa khâu. Đấy, mà bây giờ phải đi chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân rồi lấy đâu ra. Đúng rồi, vậy nên là hôm nay mình đi vào một cái vấn đề mới có tên là đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân. Số này dành riêng cho những đôi mới cưới nè. Số 217, Đức Thanh Trang nói: chúng ta phải nhìn nhận có một giá trị lớn lao mà người ta vẫn hiểu rằng hôn nhân vốn là một vấn đề của tình yêu. Đó. Và người ta chỉ có thể kết hôn với người mình lựa chọn và yêu thương cách tự do. Đó, cái điều kiện đầu tiên đó là tình yêu. Nhưng mà Đức Thánh Cha bảo rằng, thế nhưng khi mà tình yêu chỉ hệ tại ở cái nét hấp dẫn thể lý thôi. Đấy. Và nhất là khi mà cái tình cảm của người ấy nó không có chắc, nó có mơ hồ như nào á. Thì cũng có nghĩa là đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ phải chịu một cái cảnh ngộ gọi là hết sức mong manh. Khi mà tình cảm ấy nó rơi vào cuộc khủng hoảng. Khi mà những cái nét đẹp thể lý nó gọi là tàn tạ đi. Cái chỗ này là tôi có kinh nghiệm nè. Kinh nghiệm sao? Nghe không? Nghe cái bà hàng xóm của thằng bạn tôi á, không biết ở đâu á. Bạn xóm thằng bạn tôi á. Có một lần kia, bà than thở trong nhà to cả xóm nghe luôn. Trời ơi, phụ nữ đúng là số khổ mà. Tôi nói có chồng con xong thì sao? Nhan sắc thì tàn tạ. Còn bây giờ thì sao? Giờ thì thảm đến mức là mình soi gương mình cũng không dám nhìn chính mình nữa. Đúng rồi, tôi thấy là tôi đồng cảm với cái bà hàng xóm của bạn của cậu đó. Nhưng mà ông chồng bà đâu có vừa. Bà còn may mắn hơn tôi, chán cái than thở gì. Sao rồi thật? Bà than tiếp luôn. Đàn ông các ông có gì đâu mà thì đúng rồi, bởi vì đàn ông thì có gì mà phải lo lắng đâu đúng không? Không sợ xuống sắc, không đúng sợ đen da. Vậy mà cái ông chồng đó, ông lại đi bảo bà vợ là bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì, không biết tại sao không? Tại sao? Vì ông nói bà vợ thế này nè, bà tự ngắm mình trước gương, bà còn khổ, có mấy phút thôi, đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi đây tôi phải ngắm bà suốt đời từ ngày này sang tháng nọ, vừa mở mắt ra là thấy bà mà còn có than vãn tiếng nào đâu. Vậy rốt cục là ai là người khổ đây? Đấy. Ở đấy. Và Đức Thánh Cha nói rằng, vì những cái lầm lẫn như vậy á,
là những cái lầm lẫn đặt tình yêu trên cái vẻ đẹp thể lý hoặc là cái tình cảm nó mơ hồ ấy, thì cái việc đồng hành với các bạn trẻ trong những năm đầu tiên ấy, của cuộc sống hôn nhân ấy, thì rất là cần thiết. Tức là không bỏ rơi, nhưng mà nếu mà lầm là mình sửa, đúng rồi. Và để làm cho cái quyết định hôn nhân của họ nó có một cách ý thức thuộc về nhau rồi yêu nhau cho đến cùng á, nó được trở nên gọi là sâu sắc hơn, phong phú hơn á, thì cần phải đồng hành một cách gọi là thiết thực và sát sao. Và nhiều khi á, thời gian đính hôn không có đủ dài, đúng không? Quyết định cưới nhau vội vàng vì nhiều lý do. Trong khi có một điều đáng ngại hơn nữa là tình trạng những người trẻ chậm trưởng thành. Không nói rõ hơn về cái gọi là chậm trưởng thành này đi. Tức là là lớn xác rồi nhưng mà trong tâm cảm nè, tâm lý này chưa có ổn định, chưa có trưởng thành. Thành ra là quyết định đến hôn nhân rất là vội vàng. Yêu muốn nói là cái trách nhiệm tự lo cho cuộc sống của mình còn chưa được nữa. Chưa có đủ gọi là sẵn sàng để làm người cha người mẹ. Đúng rồi. Thành ra Đức Thánh Cha mới nói là các đôi bạn mới cưới, dù gì cũng cưới rồi đúng không, thì dù sao có bổn phận phải bổ túc tiến trình mà đáng lẽ đã phải thực hiện trong thời kỳ đính hôn. Đó là ai mà vội quá đó thì gạo nó thành cơm rồi đúng không? Bây giờ mà nhão quá là mình phải bỏ một cái gói hút ẩm vô khô rồi đổ thêm nước đó. Toàn rồi. Nhưng mà ý ông muốn nói là nếu mà cái tiến trình nó chưa hoàn chỉnh á, thì mình có thể tiếp tục đi học bổ túc đúng không? Cái này là bổ túc nhưng mà không phải là đi học bổ túc không, cái kia là bổ túc văn hóa. Còn đây á, là những đôi bạn mới cưới, đôi khi thiếu những kinh nghiệm trong những năm đầu đời của đời sống chung, thì họ cần được đồng hành và nâng đỡ. Vì cuộc sống chung đâu chỉ có yêu nhau không đâu. Nhưng mà tình yêu nó vẫn có rất là nhiều điều thực tế. Nghĩa là sao? Cơm, áo, gạo, tiền, các kiểu. Đó, đúng không? Đây, đây. Cho nên là cần được sự nâng đỡ hơn là một mình bơi giữa những cái dòng xoáy như vậy. Vậy thì bây giờ làm thế nào để vượt qua cái dòng xoáy này đây? Chúng ta cùng đến với số 218. Đức Thánh Cha nói, đàng khác, tôi muốn nhấn mạnh rằng một trong những thách đố của một vụ gia đình là giúp các đôi bạn khám phá ra rằng hôn nhân không thể được hiểu như là một điều gì đó đã xong rồi. Đó, nhưng phải tổ chức xong lễ cưới là xong, là cơm đã chín rồi đó. Đó. Nhưng mà trong khi sống kết hợp với nhau á, thì đôi bạn cũng trở thành những chủ thể. Nghĩa là những cái chủ nhân đích thực của cuộc đời mình. Là cái người mà theo một cách mỹ miều mà Đức Thánh Cha nói gọi là người sáng tạo ra một cái dự án và đòi hỏi hai người đó phải cùng nhau tiến hành. Trời ơi, nói hay quá nhưng mà tôi đại khái vậy nè, giờ nấu cơm xong rồi. Đó, nhưng mà đây không phải là cái cơm mà ở ngoài tiệm, không phải là cái cơm hộp. Bây giờ mình phải chăm chút sao để cho cái cơm đó nó trở thành một cái chén cơm trong cái bữa cơm gia đình. Rồi là phải vun đắp cả hai người đúng không? Đúng rồi, là có thêm nhiều màu sắc khác nữa. Đúng rồi. Mà cái việc mà cùng nhau tiến hành cái dự án đời mình như thế đó, cậu biết là gì không? Là như nào? Là cùng nhìn về tương lai. Người ta bảo yêu á là cùng nhau nhìn vào một hướng. Nhưng mà một đứa bướng á với một đứa chướng á thì mỗi đứa về một phương. Đúng rồi đó. Nên là phải khiêm nhường, không bướng không chướng. Đúng rồi, đừng có bướng đừng có chướng nữa, không là toang luôn đấy. Cho nên chỗ này Đức Thánh Cha mới dặn là khi mà cùng nhìn về tương lai, một tương lai mà đôi bạn cần phải xây dựng từng ngày nhờ ân sủng của Thiên Chúa, thì đừng có ai có tham vọng người phối ngẫu của mình phải hoàn hảo. Đó. Đó. Như là bướng hay là chướng thì cũng phải từ từ mà chấp nhận nhau đúng không? Mình thì bướng mà cứ đòi cho thằng kia nó không được chướng là không ổn đúng không? Cần gạt sang một bên những ảo tưởng và cần chấp nhận người kia như là con người thật của người ấy. Và chính xác hơn, hôn nhân được gọi là một ơn gọi. Tại sao là như vậy? Bởi vì ơn gọi có nghĩa là trong cái đời sống của người ấy thì dần dần sống cái đời trưởng thành hơn về đức tin này, về nhân bản. Đấy, và vì vậy trở thành một con người hơn. Đúng một rồi. Kitô hữu hơn đúng không? Và khi mà chúng ta nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt gọi là chỉ trích á, cái nào cũng chỉ trích đó, thì điều đó có nghĩa là chính mình á chưa có đảm nhận cái cuộc hôn nhân của mình như là một dự án, mà chỉ coi như là một cái điều mà chúng ta phải tóm được, tóm xong rồi thôi đó. Mà đây là một dự án phải cùng nhau xây dựng. Dự án thì phải xây dựng với lòng kiên nhẫn, cảm thông, khoan dung và quảng đại. Có nghĩa là cả hai cùng chạy đúng không? Đấy. Họ bảo là nếu mà bạn muốn chạy nhanh á thì chạy một mình, mà muốn chạy xa thì phải chạy hai mình để chạy cùng nhau đúng rồi, không? Đúng rồi. Thành ra Đức Thánh Cha nói rằng lời ưng thuận mà họ trao cho nhau lúc đầu á, đôi vợ chồng á, là khởi đầu một cuộc hành trình với mục đích là để họ có thể vượt qua được những rủi ro có thể do hoàn cảnh hoặc là những trở ngại mà họ gặp phải. Và những lời chúc lành mà họ đã nhận trong cái ngày gọi là cử hành bí tích hôn nhân á, thì đó thực sự là một ân sủng, một lực đẩy cho cái hành trình mà họ đang tiếp tục được mở ra. Và thường thì hành trình này giúp họ ngồi lại thảo luận với nhau để phác họa kế hoạch cụ thể về các mục tiêu, các phương tiện của mình trong cả từng chi tiết. Và hết số 218 này thì tôi thấy Đức Thánh Cha nhắc đến các bạn trẻ mới cưới này, là tình yêu nó phải dẫn đến hành động. Hành động ở đây là gì? Hành động ở đây là cùng nhau đón nhận giới hạn của người vợ hay là người chồng mình, chứ không phải là ảo tưởng, để cùng nhau xây dựng thay vì là quan tâm
rồi sau đó từ quan tâm chúng ta chuyển hệ sang là chơi hệ xăm soi, tò mò, tò mặt. Có nghĩa là từ bao dung mà chuyển sang bung dao ấy, đúng không? Đấy. Rồi cái kiểu mà hồi chưa lấy nhau ấy, thì bảo là ôi mà sao hôm nay em dễ thương thế. Dễ thương mà tôi không dễ nha. Khi mà cưới nhau về thì đổi thành là trời gì mà trang điểm lâu chứ trời đó, hay như vậy đó. Hoặc là như là lúc yêu nhau á thì trời ơi, anh đi làm cả ngày về rồi mệt mà còn chạy đến đón em nữa kìa. Đó, không, còn cưới nhau về rồi gieo đi làm xong bây giờ mới về, thay vì là hỏi anh đi làm về sao rồi có mệt lắm không. Thay vì quan tâm đúng không, chỉ trích đúng không. Cuộc đời đúng là chớ treo mà. Nói về cái vụ này là thì tôi thấy sáng nay có một anh trên Facebook kia, anh ước mơ về một người hiền, vợ hiền lành. Anh đăng hẳn một bài thơ lên trên Facebook mà anh đặt cái chế độ là không cho vợ anh coi. Ai vô khen hết, nhưng mà anh dặn là làm ơn đừng cho vợ anh coi nữa. Bài thơ tên là Em Cứ Dịu Dàng. Em cứ dịu dàng như thế có phải không, để cho anh điềm đạm lúc đường đông, rồi anh sẽ tỉnh tỉnh mà suy nghĩ, có phải do mình vướng mắc chưa thông. Khi mà cãi nhau á, em à, em cứ dịu dàng như vậy có được chăng, để cho anh ưỡn ngực với nhiều thằng rằng vợ anh hiền hòa như chị Tắm, dù thực sự là thiết phiến nhe răng. Thiết phiến là không biết ai không, là bà La Sát trong phim Ta Du Ký á, vợ của Ma Vương á. Nhưng mà ông ơi, họ bảo rồi, nghe vợ thì là sống mà chống vợ thì là chết. Còn sợ vợ thì sao? Trên đời này là không có một cái thể loại nào gọi là đàn ông sợ vợ, mà chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ. Đúng rồi, đồng ý, đồng ý. Đó là bẩm sinh là không có luôn, nhưng mà qua quá trình vợ huấn luyện là phải biết sợ. Nhưng mà trong một góc nhìn khác thì người ta lại bảo là đàn ông sợ vợ mới sang. Nếu không sợ vợ thì tan hoang cửa nhà rồi. Nhưng mà đấy, mỗi ai cũng nhường một tí thì đâu có chiến tranh không. Đó, thì vậy nên là Đức Thánh Cha nói những năm đầu của đời sống hôn nhân thì các cặp đôi mới cưới ráng mà học cách sống với nhau. Vậy thì có bí quyết đặc biệt nào cho cái những năm đầu của đời sống hôn nhân không nhỉ? Có chứ, Đức Thánh Cha viết mà chả lẽ nêu vấn đề ra rồi để đó. Ở chúng ta vào số tiếp theo, số 219. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nhớ một điệp khúc nói rằng nước ao tù thì hư thối. Trời. Cái này là chính xác là cái biển đen đó của Do Thái đó. Nó không chảy được đúng không? Rồi. Nó không có chảy ra một cái biển khác hoặc rông khác, nên là tự nhiên là nó trở thành biển chết. Đấy. Đó. Và đó là những gì xảy ra thực tế khi cuộc sống tình yêu trong những năm đầu hôn nhân bị trì trệ, không còn phấn khích, không còn những ưu tư lành mạnh thúc đẩy tiến về phía trước mà cứ ở ly như thế. Có nghĩa là mất lửa đúng không? Mất lửa, cái tình yêu đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng các đôi bạn không được dừng lại ở cái điệu vũ của mình, cái điệu vũ mà mình đang bước về phía trước, đang hướng về cái hành trình của một cái tình yêu trẻ trung, cái vũ điệu với đôi mắt gọi là bỡ ngỡ, cái đôi mắt gọi là ngập tràn hy vọng. Trong thời kỳ đính hôn cũng như là trong những năm đầu của hôn nhân thì Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng vốn là chất men xúc tác cho đôi bạn nhìn xa hơn là những mâu thuẫn, những xung đột, những bất tất. Niềm hy vọng luôn làm cho người ta thấy xa hơn, cho nên bí quyết ở đây là gì? Là niềm hy vọng. Và Đức Thánh Cha nói rằng đây là điều làm cho chuyển động mọi kỳ vọng của đôi bạn có thể duy trì trong một cuộc hành trình gọi là tăng trưởng. Đấy, tiếp tục hy vọng để tiến lên. Chính niềm hy vọng mời gọi chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, đặt trái tim mình vào cuộc sống gia đình, bởi vì cách tốt nhất để chuẩn bị và củng cố tương lai là sống tốt giây phút hiện tại. Và hết số 219 này thì cậu rút ra được điều gì? Bí quyết là đây, hy vọng. Hy vọng nữa, hy vọng mãi. Trời, cái gì mà ông nói giống cái kiểu cái slogan là học, học nữa, học mãi. Thì đúng rồi đó, là vợ chồng sống với nhau là học, học nữa, học mãi. Học để yêu nhau đúng không? Đúng. Và tôi thấy là không dừng lại ở đây, phải luôn hướng về tương lai. Túm lại ấy, là bây giờ tôi sẽ chốt lại cái cốt lõi, cái tinh túy của cái bài này chỉ trong một cái từ khóa, một cái câu khóa thôi. Rồi, bây giờ một cái câu khóa mà nó chốt lại ha. Chốt lại là chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo, mà học cách nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo. Trời. Ngày xưa ông biết thấy không? Ông là còn sáng rõa đây này. Cũng phải sáng gì đâu, tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi thôi. Ngày xưa khi mà tôi xin vào đài Radio Vatican này tôi làm nè, thì cái ông xếp đài đó, ông hỏi tôi á là bây giờ hả anh có đồng ý làm chung với Trần Đỉnh không? Rồi sao? Tôi trả lời ổng là vâng, tôi đến đây không phải tìm một người cộng sự hoàn hảo, mà tìm cách nhìn ra được cái sự hoàn hảo nơi một người cộng sự không hoàn hảo. Ổng nhận tôi vô ngay. Câu trả lời gọi là quá thông minh. Quá thông minh đấy. Và bây giờ thì người ta nói rằng là tình yêu là một bài toán khó, vì vậy nên là muốn giải được nó thì cần phải nháp kỹ mấy lần. Mà sau một hồi tôi nháp với ông á, tôi thấy là đúng là hơi khó thật. đổi được bài luôn, được bài luôn đấy. Nhưng mà nói đi thì nói lại là anh Huy đã chốt một câu cực kỳ là hay, đấy là tìm sự hoàn hảo ở nơi một người không hoàn hảo. Đấy, tình yêu là một cái hành trình gọi là nâng đỡ nhau để hiến đến một sự tiệm cận đấy hoàn hảo đấy.
Thôi bây giờ thì mình trước khi kết thúc thì mình hãy tặng cho mấy đôi vợ chồng mới cưới một cái bài nào đó mà nó tràn trề hy vọng một tí đi. À chắc là bài nào mà người ta nghe người ta quên hết những cái nỗi nhọc nhằn khó khăn đó. À khi mà dù có khó khăn cỡ nào thì mình vẫn ở bên nhau đúng không? Chắc là một cái bờ vai. Không, mình ở đây là đôi vợ chồng mới, vậy tôi với ông chắc tôi không khó khăn là chia tay ngay nữa. Chắc là mình tặng quý khán giả một bài hát gọi là Bờ Vai Giê-xu đi. Hay ý nghĩa, không chỉ là bờ vai của vợ của chồng mà là của Chúa luôn. Đúng rồi. Quá ý nghĩa. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi chờ mong. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em cười những giấc mộng lành. Có bờ vai nào thật dịu êm, để em gửi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên, bờ vai Giê-xu là chốn bình. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Giáo Huấn Vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.